khiến con đi xe ô tô, khiến con lên xe buýt và dừng thăm bà ngoại. Trên xe đã có các bạn, dê con, chó con, khỉ con và lợn con ngồi. Có bạn vào rừng hái lấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ nước ở trong rừng. Bim bim, xe chạy rồi, tất cả các bạn cùng cất tiếng hát, rộn ràng biết bao. Bim bim, xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu bước lên xe, bác đến rừng xanh để thăm cháu. Ngồi vào đâu bây giờ? Bác gấu nhìn quanh thầm nghĩ, các chỗ ngồi đều đã chật kín. Chợt, dê con lên tiếng, bác gấu ơi, mời bác ngồi vào chỗ của cháu. Chó con cũng đứng lên nói, bác gấu ơi, bác ngồi vào chỗ của cháu đi. Rồi tất cả các bạn, không ai bảo ai, đều đồng thanh nói, bác gấu ơi, cháu mời bác ngồi đây ạ. Bác gấu cảm động nói, cảm ơn các cháu, nhưng bác mà ngồi thì các cháu lại phải đứng, đúng không? Lúc đó, kiến con mới đến bên bác gấu, cố nhô lên và cất giọng nói, không không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu. Bác gấu hỏi lại, thế cháu ngồi vào đâu? Kiến con hấp hay ánh mắt một cách hóm hình. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con, thầm hỏi, ồ, kiến con đi đâu rồi nhỉ? Bác gấu ơi, cháu ở đây. Thì ra, kiến con ngồi trên vai của bác gấu. Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe rất nhiều bài hát. Những bài hát du dương quá, hay quá, khiến cho bác gấu liên viên đôi mắt lắng nghe.